Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật. Rồi, mọi người mua hàng liên hệ xuống hội em 0334830843. Rồi, em cập nhật mấy cái danh sách hàng đã bán rồi hay là còn á, mà ở dưới cái tiêu đề của video, mọi người bấm vô để xem ha. Rồi, mình liên hệ cho nó tiện. Mọi người bấm vô cái nút đăng ký kênh để mình theo dõi. Nó sẽ cập nhật về cho mọi người cái video mà em đăng lên á, sớm nhất cho mọi người xem. Rồi, hôm nay là cái video 91. Em giới thiệu mấy cái món đồ sau đây ha. Đầu tiên là cây cưa cành. Đây, một cây cưa cành xếp, lưỡi xếp ha. Cán này nó bằng nhựa mọi người, chốt bằng đồng. Đây lưỡi nó nè, lưỡi này như là chưa sử dụng nha. Đây lưỡi này chưa sử dụng. Ở đây kích thước nó là 17 cm nha. Đây là lưỡi lưỡi 10 cm. Đây, độ dày cái lưỡi này cỡ 0.7 mm ha. Nó rất là mỏng. Rồi, cây cưa cành này có mã là 9101 ha. Giá bán là 250.000. Rồi, tiếp theo là món số 2 là hai cái bộ này. Combo hai, bán hai món luôn nha. Đây nó gồm một cây cây này để đập thịt ha, để dầm thịt cho nó mềm. Đây, nó bằng nhôm mọi người, nguyên đúc nguyên cây bằng nhôm. Đây là cái thương hiệu của nó. Rồi, cái cây tiếp theo là cái cây này là cây ép tỏi mọi người. Đây là cây ép tỏi. Đây nó mới chưa sử dụng luôn ha. Đây là bằng thép rất là dày, chắc chắn, cứng chắc nha mọi người, xài rất là bền đó. Đây có kích thước rất là nhỏ gọn. Cây ép tỏi có kích thước là 15 ha. Cây này kích thước là 20. Cây đập thịt nè. Đây đường kính nó 3/3. Chiều cao là 5/5. Rồi em bán combo cái bộ này luôn ha, hai món nha, không có bán lẻ ra. Là 350.000. Mã là 9102. Rồi tiếp theo về một cái bình nước, bình giữ nhiệt của Nhật. Đây thương hiệu đây. Bình này sản xuất Nhật ha mọi người. Đây, đây vận chuyển về nó mớp một tí nè ha, nhưng không ảnh hưởng mọi người, vẫn giữ nhiệt ok, giữ nước. Bình này thì mình giữ được nước sôi với lại nước đá luôn ha. Đây cái nắp này là để mình làm cái ca để uống á mọi người. Đây làm cái ly để uống ha. Đây là chỗ nút mở để chế nước. Mở ra dài rồi mọi người đóng thẳng vô, nó sẽ tự động đóng lại ha. Đó, không cần phải gạt lại luôn. Ron nó còn rất là chắc, kín. Đây em thử nước rồi nè. Này đựng nước đá cũng được mọi người, bỏ viên đá viên vô luôn. Đựng đá thì nó giữ lâu hơn nước nóng rất là nhiều. Nước nóng thì tầm vài tiếng, nửa ngày mọi người, tại vì bình nhỏ mà, giữ không có lâu như mấy cái bình lớn được.
Rồi bình này có dung tích là 300 ml nha. Đây. Dung tích nó sẽ ghi trên cái mã của sản phẩm luôn. 300 ml. Rồi cái bình giữ nhiệt này có mã 9103 ha, giá 250.000. Anh đo kích thước cho mọi người dễ hình dung ha. Đây chiều cao nó 21 cm nè. Đường kính là 5 phân rưỡi. Rồi tiếp theo về một cái cây ép cam. Cây ép cam này rất là chắc luôn ha. Nó full là bằng nhôm nguyên cái cây luôn. Đây. Có đồ lọc nè. Nhôm rất dày mọi người. Này dày độ 3 mm ha. 3 mm nè. Đó. Đây. Rất chắc chắn, nặng tay. Kích thước nó là 25 cm ha. Đây. Đường kính của bầu đựng cam này là 9 phân rưỡi, chiều cao là 7 phân rưỡi. Rồi cái ép cam này có mã là 9104 ha, giá bán là 500.000. Tiếp theo là em thanh lý một cái quạt nè, cái quạt ion. Đây cái quạt ion, đây nó còn gì, em chưa có sửa ha mọi người, em không có sửa nha. Đây quạt ion nè, nó này nó có điều tóc gì nè. Cái này tăng cộng trừ ion. Cái này công tắc. Là em về là cắm vô nó không có chạy, không có quay quạt ha. Nó kêu è è. Cái đèn này nó chớp chớp. Không có đèn này như nó lúc ăn lúc không, lúc em đoán là nó bị cái điều tóc này nè. Nó không ăn á. Nhúc nhích thì nó kêu è. Rồi thanh lý cho mọi người về sửa, về nghiên cứu ha. Này của Mỹ sản xuất mọi người. Đây. Made in USA luôn. Cái thương hiệu này là của Mỹ. Điện 120V luôn nha, zin nè. Hàng này Mỹ. 200W. Cái này cái ion nó rất là mạnh nha, tới 200W luôn nè. Đây là nó chạy cái ion á. Ion bên trong này. Cái quay này để vệ sinh cái ion ha. Đây vệ sinh cái kim ion này. Bên trong có cái kim đó. Nó có cây cọ để mình chùi á. Ion này rất mạnh, nó có nguyên cái biến áp dưới nè. Nguyên cục biến áp nhưng vuông nhỏ nhỏ vậy luôn. Rồi giá thanh lý là 250.000 nha mọi người. Mã số là 9105, 250.000. Rồi tiếp theo em về hai cái hùng mà. Về hai cái hùng mà cái hùng của Nhật là hùng đựng đồ nè. Đó hùng nó như vậy nha. Hùng Nhật sản xuất của thằng Toyo ha, đây Toyo, thương hiệu Toyo. Toyo bóc. Đây Made in Japan. Đây kích thước cái thùng này là 15 phân rưỡi, à, 16 luôn ha. Bao tới ngoài miệng là 16. 16 nhân 37. 16 nhân 37 nhân cho 7 nha mọi người. 16 37 7. Đây. Thùng trong thì rất là ok đây. Nó chỉ bên ngoài nó chóc với lại nó rỉ tí nè. Mọi người về bôi dầu vô xài nha. Bôi dầu vô thì nó hết rỉ, nó không có rỉ sâu nữa. Đó. Đây hai thùng giống nhau ha. Đó, hai thùng giống nhau mọi người. Bằng giá nha. Đây. Đó nó rỉ mấy chỗ này nè mọi người, chà. Rồi bôi dầu vô thì nó
chống rỉ. Tô vô dập bền. Rồi hai cái hộp này có mã là 9106 ha, giá 300.000 một cái mọi người, 300 một cái nha. Rồi 300.000 một cái mọi người, 300.000 một cái cùng nha. Đây. Rồi tiếp theo là một cây, em về được một cây cắt kẽm. Đây nó còn cũng khá ok. Một cây cắt kẽm của Nhật. Hàng này nội địa nha, nhưng mà nó không có mọc gì hết á. Chất thép nó rất là tốt. Mình cầm qua so với hàng Trung Quốc thì mình sẽ biết thấy nó khác xa ha. Kích thước 20 mọi người. Đây là cái lưỡi nó nè. Cái lưỡi này nó đã có sử dụng rồi mà còn khá ok. Đây, em quay cận cảnh nha mọi người. Đó. Hầu như là không có gơ mọi người. Còn rất là cứng. Đây cái phần ngoài mũi còn rất là nhọn ha, còn nhọn. Đây. Phần sát ngoài mép. Đó. Rồi cái kẽm này có mã 9107 nha, giá bán là 550 nha. Tiếp theo là một cây kéo tỉa. Cây này nó mới chưa sử dụng luôn. Của Nhật sản xuất ha, đây. Đây là hương hiệu nó mà. Cái loại này chuyên cắt cành cái bông hoa nha mọi người. Đây cắt cành bông hoa. Đây mọi người, ví dụ như cho mình trồng lan á, mình cắt cái cành hoa nó như vậy nè. Mọi người sẽ cắt một cái bụng. Đó. Dưới đây là phần gốc. Rồi cái phần cành hoa nó sẽ giữ như vậy nè. Mình cắt một tay á, vươn ra xa để mình cắt. Rồi mình giữ, mình cầm cành hoa vô. Rất là tiện. Đây có kích thước là 20 mọi người. Cái lưỡi này là 6 phân rưỡi nè. Rất là dài. Rồi, cái kéo cắt cành, tỉa cành này có mã là 9108 nha, giá 300.000. Tiếp theo là một cây cắt cành thép đúc của Nhật. Cây này rất là đẹp. Đây, thép đúc nó rất là dày luôn ha, thép này dày lắm. Cây này đúc rất là dày luôn nè. Cái lưỡi nè. Cái lưỡi này còn zin luôn ha, chưa nó chưa có xài. Ôi em xin lỗi, nó chưa có mài lại nha mọi người. Xài đã có xài rồi nha. Còn liền ha, không có mẻ. Rồi, đem thử cắt cái giấy này cho người coi ha đó. Nè quay cận cảnh nó còn rất là khít luôn ha, chưa có bị gơ ha. Đây. Gơ không có đáng kể nha mọi người. Đó. Rất là cứng. Đây. Giấy mỏng mà cắt được vậy thì cũng rất là ok đó. Đó. Còn mà xếp lại vậy thì cắt
thoải mái, cắt nhiều cũng được. Đó. Cây này kích thước là 20 mọi người, kích thước đúng 20 ha. Thép còn rất là tốt. Đây, như là ít xài vậy. Không có bị rỉ ha. Loại này cắt cành to ok, cái miệng nó hở rộng ra nè. Cái hế này nó hở rộng mọi người. Có hế rồi để mình cắt. Rồi cây cắt cành này có mã 9109 ha. Giá bán là 550.000. Tiếp theo là được một cây kéo tỉa của hết trắng ha. Đây là kéo tỉa hết trắng. Rồi được một cây hép trắng mọi người. Này cái lưỡi về còn xài ok luôn ha. Đây nó có sử dụng rồi nhưng mà về còn xài ok. Nó còn ok. RX ha. Tình trạng nó còn ok, cắt giấy ok rồi mọi người. Đây, cắt giấy nè. Cắt đứt liền nguyên lưỡi luôn. Không có bị lục chỗ nào hết. Đó. Nguyên cái lưỡi luôn rồi, đó. Tỉa ngoài cái mép nè. Ngoài đầu lưỡi nè. Ngọt nha. Rồi cái cây này kích thước là 18 cm nha mọi người. Đây 18 cm. Đó. Phần lưỡi là 4 phân nè. Rồi cây kéo tỉa thép trắng này có mã 9110 nha. Giá bán là 600.000. Rồi đây là cũng là món cuối cùng ha. Rồi em kết thúc cái video ở đây. Cảm ơn mọi người.